Xin chào các bạn, thì trong video này mình sẽ nói về cái quy trình mà mình nuôi con ốc từ lúc nó mới từ trứng rớt xuống cho tới trở thành ốc bố mẹ sinh sản. Thì mời các bạn cùng xem video. Đầu tiên, chúng ta phải có một nơi sạch sẽ và thoáng mát để làm nơi chúng ta ấp trứng và dưỡng ốc con. Thì có rất nhiều cách để ấp trứng và dưỡng ốc con, thì các bạn có thể tìm hiểu qua mạng cũng như qua YouTube. Còn cách mà mình thường chăm sóc đó là khi trứng rớt xuống thùng xốp tầm 4 ngày, mình sẽ đem ra hao mình đựng. Và những cái hao này thì mình sẽ dưỡng ốc tầm từ 5 đến 10 ngày. Mình cho ăn bèo cám, lá mì hay là lá bạc hà. Sau đó mình sẽ đem qua những cái bạc để mình dưỡng ốc con thành những con ốc giống. Thì hiện tại là mình đang xây dựng hai cái bạc để mình dưỡng ốc con. Với lượng ốc bố mẹ hiện giờ của mình thì bao nhiêu đây bạc là đủ. Thì mỗi bạc như vậy là tầm hơn 10.000 con nha các bạn. Đây là những con ốc con mà mình vừa mới đem ra bạc để mình dưỡng thành ốc giống. Khi mà các bạn dưỡng ốc con trong bạc như vậy thì cái lượng ốc hao hụt của mình nó rất là ít, và cái thời gian mình chăm sóc cho nó rất là khỏe luôn. Thì mình dưỡng như vậy là tầm 1 tháng là mình có thể đem xuất hồ ốc thịt, hoặc là mình có thể cung cấp ốc giống cho thị trường. Hồ ốc thịt của mình nằm ở trong vườn chôm chôm. Thì trong cái hồ này mình định nuôi tầm 15.000 con thôi, nhưng mà hiện tại trong hồ bây giờ cũng tầm 6.000 con. Chỉ có 6.000 con các bạn nhìn nó rất là hưa, nhưng mà mình thải bèo cám đầy cái bạc đó đó, đầy cái bèo đó đó, là chỉ trong vòng một đêm thôi là nó ăn sẽ sập như sáng hôm nay. Nhưng mà thông thường á là mình sẽ ở tại mình thì thường thường mình sẽ cung cấp ống giống cho anh em rất là nhiều nha. Và khi mà tới cái lứa của nó rồi thì số còn lại mình sẽ đem xuống mình nuôi ốc thịt. Khi mà mình dưỡng cho cái con ốc giống của mình thật là tốt á, mình tự mình biết là khi mà mình thả xuống hồ của mình á thì nó sẽ lớn rất là nhanh á. Thì cái ốc giống của mình anh em người ta cũng cảm nhận được, cho nên cái lượng ốc giống mà mình sản xuất ra hàng tháng á thì đều được tiêu thụ, và còn dư lại á, mình sẽ để lại mình nuôi. Và đây là ở trong một cái vườn khác của mình, thì cái số còn lại á, mình sẽ nuôi ở trong cái vườn này. Thì công việc cũng như mô hình thì ngày càng mình sẽ càng ngày cải thiện thêm nữa cho nó tốt hơn, tiện lợi hơn và đạt hiệu quả hơn. Và các bạn nuôi ốc thì cần phải xây dựng một cái mô hình để nuôi bèo như vậy. Tại vì việc nuôi bèo cám này rất cần thiết cho việc nuôi ốc của chúng ta. Và cuối cùng á, đó chính là những cái hồ ốc bố mẹ. Thì nói là ốc bố mẹ, thì những cái con ốc này mình tìm hiểu qua sách báo á, thì nó nói là những con ốc này sống tối đa được 3 năm. Nhưng mà mình nuôi tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm. Tầm 1 năm rưỡi thôi là mình bắt đầu sẽ bán những con ốc bố mẹ này rồi. Thì mình đã nuôi sẵn một cái lứa ốc bố mẹ khác rồi. Thì những con ốc này là mình đợi tầm tới Tết thì mình sẽ ra luôn. Thì những con ốc bố mẹ các bạn biết là nó sẽ rất là to luôn, rất là đẹp. Thì trong những video trước là mình có quay cho anh em xem rồi. Thì đó là toàn bộ cái mô hình của mình. Thì như nãy mình có nói là mình sẽ càng ngày cải thiện và nâng cấp hơn để cho nó tăng hiệu quả kinh tế cũng như tiện lợi và hiệu quả hơn nữa. Anh em các bạn nào mà có đam mê nuôi ốc thì hãy kết nối với nhau qua cái nhóm Facebook của mình. Thì mình có để cái link ở dưới phần mô tả, các anh em nhấn vào phần mô tả và hãy cùng nhau tham gia nhóm trên Facebook của mình.